Question 333. When an owner agrees to use his property as security to obtain a mortgage, he has created a voluntary lien, b involuntary lien, c judgment, d leasehold. Correct answer is a voluntary lien. Câu hỏi 333. Khi chủ sở hữu đồng ý dùng tài sản của mình để thế chấp thì đã lập a quyền cầm giữ tự nguyện, b quyền cầm giữ không tự nguyện, c sự phán xét, d hợp đồng thuê. Câu trả lời đúng là a quyền cầm giữ tự nguyện.